Chào mừng các em học sinh đến với tiết luyện từ và câu lớp 2 tuần 28. Từ ngữ về cây cối, đặt và trả lời câu hỏi để làm gì? Mời các em đến với bài 1. Kể tên các loài cây mà em biết theo các nhóm sau. Đề bài cho chúng ta 5 nhóm cây. Nhóm thứ nhất, cây lương thực, thực phẩm. Nhóm thứ hai, cây ăn quả. Nhóm thứ ba, cây lấy gỗ. Nhóm thứ tư, cây bóng mát. Và cuối cùng là nhóm cây hoa. Vậy, các em có biết cây lương thực thực phẩm là gì không? À, cây lương thực thực phẩm là các loại cây. Người ta lấy hạt, củ, thân, lá hoặc hoa để làm thức ăn hàng ngày của con người. Chẳng hạn như ở hình bên, các em đang quan sát, đó là cây lúa, cho chúng ta hạt gạo để nấu cơm mỗi ngày. Nên cây lúa được xếp vào nhóm cây lương thực, thực phẩm. Tiếp theo là cây ăn quả, hay còn gọi là cây ăn trái, là các loài cây trồng cho quả dùng để ăn. Hình bên của cô chính là hình ảnh của cây cam, cho chúng ta các trái cam mọng nước, rất ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng. Vì vậy, cây cam được xếp vào nhóm cây ăn quả. Tiếp theo, cô giới thiệu với các em cây lấy gỗ. Là các loài cây, người ta thường lấy thân của nó để làm các vật dụng trong gia đình như bàn, ghế, tủ, giường. Ở đây, cô giới thiệu với các em là hình ảnh của cây xoan. Người ta lấy gỗ từ thân cây xoan đấy các em ạ. Vì vậy, cây xoan được xếp vào nhóm cây lấy gỗ. Cây bóng mát là các loài cây có tán xòe rộng, to, dùng để che bóng mát. Chẳng hạn như trong hình, chính là cây bàn. Cây bàng cũng xuất hiện ở sân trường của chúng ta đấy. Cây bàng được xếp vào nhóm cây bóng mát. Cuối cùng là nhóm cây hoa, có các loại cây cho hoa đẹp, cho chúng ta tận hưởng mùi hương, để ngắm, để trưng trang trí khắp nơi. Chẳng hạn như chậu hoa cúc xinh xắn rực rỡ này đây. Vì vậy, cây hoa cúc được xếp vào nhóm cây hoa. Vừa rồi, cô đã giúp các em tìm hiểu ý nghĩa các nhóm cây và làm mẫu chia một số loài cây vào nhóm thích hợp. Bây giờ, cô mời các em vận dụng kiến thức thực tế của mình để hoàn thành tập 1 nhé! Cô biết vừa rồi, các em đã tìm được rất nhiều các loài cây để chia vào các nhóm đúng không nè? Cô cũng tìm được một số loài cây muốn giới thiệu với các em. Ở nhóm cây lương thực, thực phẩm, có ngô hay còn gọi là bắp, khoai lang, khoai tây, cà rốt, bắp cải, rau muống. Nhóm cây ăn quả, ngoài cam, chúng ta còn có xoài, mận, ổi, măng cụt, mít, sầu riêng, thanh long, táo. Cây lấy gỗ còn có các cây như lim, chò, thông, tre, sến, tấu, sao, gụ. Cây cho bóng mát có phượng vĩ, cây đa, bằng lăng, cây si, xà cừ. Cây hoa thì có rất nhiều các loài cây hoa như đào, mai, hồng, sen, lan, huệ, hướng dương, sứ, lài. Cô mời các em cùng quan sát một số hình ảnh về các loài cây nhé. Nhóm cây lương thực, thực phẩm có cây khoai tây, cây khoai lang,
cây bắp hay còn gọi là ngô, cây súp lơ hay còn gọi là bông cải, cây ăn quả có cây xoài xuất hiện trong bài tập đọc cây xoài của ông em mà các em đã học rồi đấy. Ngoài ra còn có cây mít rất thơm ngon và bổ dưỡng. Tiếp theo, ở nhóm cây lấy gỗ, cô muốn giới thiệu với các em gỗ của cây thông dùng để làm các vật dụng trong nhà. Như trong hình các em thấy, có bàn, ghế, giường, tủ. Ngoài ra, một loài cây đặc trưng gắn với Việt Nam đó chính là cây tre. Người ta cũng dùng cây tre để xây nhà hoặc để làm các đồ dùng trong nhà đấy các em ạ. Ở nhóm cây bóng mát, cô giới thiệu với các em cây đa và cây phượng vĩ là hai trong số các loài cây có tán lá rất rộng, che phủ cả một góc sân. Trên thế giới có vô số các loài cây hoa muôn màu muôn sắc rất xinh đẹp. Trong đó, cô giới thiệu với các em cây hoa cẩm tú cầu, cây hoa giấy, cây hoa sứ. Cô lưu ý với các em có một số loài cây vừa thuộc nhóm cây này vừa thuộc nhóm cây khác. Ví dụ như cây xà cừ vừa thuộc nhóm cây bóng mát vừa thuộc nhóm cây lấy gỗ, hay cây mít vừa thuộc nhóm cây ăn quả cũng vừa thuộc nhóm cây lấy gỗ, cây phượng vĩ vừa thuộc nhóm cây bóng mát lại vừa thuộc nhóm cây hoa đấy các em ạ. Cô mời các em cùng tìm hiểu cách đặt và trả lời câu hỏi để làm gì. Bài 2 dựa vào kết quả bài tập 1, hỏi đáp theo mẫu sau. Người ta trồng cây cam để làm gì? Người ta trồng cây cam để ăn quả. Ở đây, ta dùng cụm từ để làm gì khi muốn hỏi về mục đích, công dụng hoặc ích lợi. Muốn trả lời câu hỏi trên, ta thay cụm từ để làm gì bằng từ chỉ công dụng, ích lợi của cây cam là để ăn quả. Ta có câu trả lời, người ta trồng cây cam để ăn quả. Tương tự với cách làm của cô, các em hãy chọn các cây đã tìm được ở bài tập 1 và hoàn thành bài tập 2 nhé. Bài 3. Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống. Chiều qua, Lan nhận được thư bố. Trong thư, bố dặn dò hai chị em Lan rất nhiều điều. Nhưng Lan nhớ nhất lời bố dặn riêng em ở cuối thư. Con nhớ chăm bón cây cam ở đầu vườn, để khi bố về, bố con mình có cam ngọt ăn nhé. Quan sát đoạn văn đề bài cho, ta thấy có 3 ô trống, cần các em điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào cho phù hợp. Dựa vào kiến thức đã học, cô mời các em làm bài tập 3 vào vở nhé. Cùng quan sát, cô sửa bài 3. Ô trống thứ nhất, cô điền dấu phẩy vì chiều qua là cụm từ chỉ thời gian. Ô trống thứ hai, cô điền dấu chấm vì đây là một ý đã diễn đạt trọn vẹn. Đằng sau ô trống là từ trong được viết hoa, nhưng trong không phải là tên riêng nên ta biết trước nó phải là dấu chấm. Ô cuối cùng là một ý nhưng chưa diễn đạt trọn vẹn, nên cô dùng dấu phẩy. Sau khi đã điền hoàn chỉnh các dấu câu, cô mời các em tự đọc lại đoạn văn và nhớ ngắt nghỉ câu đúng theo dấu nhé. Qua bài tập 3, ta đã được củng cố lại cách sử dụng dấu chấm và dấu phẩy. Dấu chấm dùng để kết thúc câu kể khi câu đã tròn nghĩa. Dấu phẩy
dùng để tách các bộ phận trong câu. Dặn dò các em xem lại bài vừa học, ôn cách đặt và trả lời câu hỏi để làm gì và chuẩn bị cho bài mới nhé. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Hẹn gặp lại vào các tiết học sau.